Xúc động bà ngoại ruột của Hồng Loan lên Sài Gòn dự sinh nhật Vũ Linh. Sinh nhật ba Vũ Linh năm nay vui quá, có cả bà ngoại của con nên rất tưng bừng. Sinh nhật tụi con làm lớn lắm, chuẩn bị mọi thứ từ trước được tổ chức tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Rất đông đảo cô chú anh chị em có mặt để chung vui chúc mừng sinh nhật ba. Tại đây, ba Vũ Linh đón nhận được nhiều tình thương của khán giả, nhận được rất nhiều bánh kem và trái cây gửi cho ba. Hồng Loan xin chân thành cảm ơn mọi người đã có mặt trong ngày hôm nay. Trước khi tổ chức sinh nhật, Hồng Loan cũng có thông báo trước. Tránh đụng mặt gia đình cô Sáu thì lại mất vui. Biết được thông báo đó nên mẹ con Hồng Phượng đã tổ chức sinh nhật sớm cho cậu Năm trước 2 ngày. Vừa tổ chức xong, đồ ăn của mẹ con cô Sáu bị người dân bỏ hết vì người ta ghét thái độ ra vẻ của mẹ con họ. Ngày 10 tháng 12 là kỷ niệm sinh nhật cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan, con gái anh, xúc động khi người hâm mộ vẫn nhớ gửi nhiều hoa và bánh kem để tưởng nhớ anh. Ra đi vào tháng 3 năm nay, nên đây là sinh nhật đầu tiên mà người thân người hâm mộ vắng bóng ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Khuya ngày 9 tháng 12, nghệ sĩ Bình Tinh đăng hình ảnh Vũ Linh trong những sinh nhật trước đây khi anh còn sống. Cô xúc động viết, Happy Birthday A Mã, năm nào con cũng đều mừng sinh nhật với ba, vào tối 9 tháng 12, năm nay cũng vậy, sinh nhật đầu tiên vắng ba. Trên trang cá nhân của Hồng Loan sáng nay cũng đăng tải hình ảnh bàn thờ nghệ sĩ Vũ Linh tràn ngập bánh kem và hoa do người hâm mộ gửi đến nhân ngày sinh nhật anh. Hồng Loan bày tỏ lòng biết ơn khán giả đã gửi hoa, trái cây, bánh, thậm chí đến tận nhà thắp nhang cho ba cô. Cô nói, con tin ba sẽ vui lắm khi biết cô chú anh chị luôn thương nhớ và gia đình nhỏ của con. Đồng thời, cô hẹn gặp mọi người lúc 14 giờ ngày 10 tháng 12 tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Cô và những người thân thiết sẽ lên mộ để cúng tổ chức sinh nhật cho nghệ sĩ Vũ Linh. Dù 14 giờ người thân Vũ Linh mới tổ chức sinh nhật, nhưng hiện ở mộ của ông, nhiều người hâm mộ đã trang hoàng với hoa bánh rất đầy đủ. Trên các trang mạng đã ngập tràn lời chúc mừng ngày sinh nhật của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Quá bất ngờ, cô Sáu quỳ lại van xin Hồng Loan và muốn làm lành. Thời gian qua, mẹ con cô Sáu chịu quá nhiều sự đả kích từ cư dân mạng, đặc biệt công việc làm ăn vô cùng khó khăn và không thể trụ nổi, nên mẹ con Hồng Phượng đến tận nhà cầu xin Hồng Loan hãy cho mẹ con cô một đường sống, xin cộng đồng mạng tha lỗi cho mẹ con cô Sáu. Hãy khoan hồng độ lượng để Hồng Phượng có thể một lần quay trở lại sân khấu, để cống hiến cho khán giả và đặc biệt là có chi phí trang trải cuộc sống đầy khó khăn. Hồng Loan không phải một người tâm cơ. Nếu ai sai với cô mà biết sửa, cô sẵn sàng tha thứ. Chỉ sợ khán giả, những người khó tính, cô sẽ giúp mẹ con cô Sáu hết mình. Còn về khán giả thì phải xem thái độ mẹ con cô Sáu ra sao. Chứ khán giả không ủng hộ thì Hồng Loan cũng bó tay. Việc đụng tới khán giả là quá sai lầm cho nghệ sĩ phải sống sạch thì khán giả mới yêu thương và ủng hộ, còn như mẹ con cô Sáu thì e là hết cách. Hồng Loan cũng rất mong rằng khán giả yêu thương cô thì cũng hãy bỏ qua cho mẹ con Hồng Phượng một con đường sống vì ai cũng mắc sai lầm, nhưng họ biết sai mà sửa thì đó là điều vô cùng đáng mừng. Là người ký hợp đồng truyền thông với BH Media, Hồng Phượng lên tiếng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh cho biết, việc ký kết đảm bảo hình ảnh cố nghệ sĩ Vũ Linh bị bóp méo. Theo Hồng Phượng, số tiền thu về được đưa vào tài khoản riêng của gia đình sử dụng cho các dịp cúng bái của cố nghệ sĩ. Theo thương hiệu và pháp luật, giữa ồn ào mâu thuẫn gia đình, Hồng Phượng chạm mặt Hồng Loan khi xuất hiện tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương để trắp mộ cho nghệ sĩ Vũ Linh. Cách đây ít ngày trong livestream, ca sĩ Hồng Phượng chia sẻ lý do hạn chế phát ngôn. Sao Star dẫn lời nữ ca sĩ, mọi người thông cảm cho Hồng Phượng khoảng thời gian này, Hồng Phượng sẽ tránh kể những chuyện về gia đình, về cậu. Mọi người biết không, trong khoảng thời gian này, Phượng nói gì cũng sẽ có nhiều chiều hướng khác nhau, có thể bị cắt ghép, nghĩ theo kiểu khác, dư luận quá nhiều chiều. Mới đây, Hồng Phượng chia sẻ trên Zing, cô bị lập tài khoản giả mạo trên mạng xã hội. Các tài khoản này đưa ra các phát ngôn sai lệch hoặc để lại bình luận tiêu cực. Hồng Phượng cho hay, cô không biết ai đứng sau các tài khoản này, nhưng cho rằng có người cố tình làm vậy để công kích cô. Hồng Phượng chia sẻ thêm, cô hủy nhiều show vì không đủ tâm trí để bước ra sân khấu. Sau 100 ngày của cậu, tôi sẽ lên tiếng chính thức để giải thích mọi chuyện. Còn hiện tại, tôi và gia đình chọn cách im lặng, Hồng Phượng nói. Hiện tại, Hồng Phượng khóa chức năng bình luận đối với người lạ trên trang cá nhân để tránh những ý kiến trái chiều. Ngoài ra, cháu gái Vũ Linh không có bất kỳ chia sẻ nào trên trang cá nhân. Mới gia nhập showbiz, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã gặp ồn ào phải công khai xin lỗi. Thời gian gần đây, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhiều lần livestream để khóc lóc, thanh minh, giải bày, rồi xin lỗi người quen. Vậy lý do mới nhất khiến cô phải lên tiếng giải thích là gì? Khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh còn sống, rất ít người biết ông có một cô con gái tên Hồng Loan. Mà đến lúc ông qua đời, Hồng Loan xuất hiện trong đám tang thì khán giả mới biết, từ đó mà quan tâm chú ý đến cô. Cộng thêm vụ ồn ào tranh chấp quyền sở hữu tài sản với em gái, cháu ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà cái tên Hồng Loan ngày càng gây chú ý. Thời gian gần đây, Hồng Loan bắt đầu lấn sân showbiz khi tham gia đóng phim, diễn xuất trong MV, kết thân với ca sĩ Nguyên Vũ hay Hoa hậu Phương Lê. Cô còn chuẩn bị đóng vai phụ trong phim truyền hình Yêu Lần Nữa, nhưng sau đó lại quyết định rút lui. Từ chuyện này mà nhiều cư dân mạng đã chỉ trích ekip làm phim,
rồi có tin đồn Hồng Loan bị hạn chế xuất hiện trên truyền hình, khiến cho cô phải lên tiếng thanh minh. Hồng Loan khẳng định cô chủ động bỏ vai vì thấy nhân vật này phải đóng nhiều cảnh ôm hôn Nguyên Vũ. Trong khi đó, chồng cô không muốn vợ diễn hành động thân mật trên phim, lại thêm Nguyên Vũ là anh em thân thiết ngoài đời thật, nên Hồng Loan thấy không ổn, xin rút lui. Cũng vì Hồng Loan quyết định bỏ vai khi phim Yêu Lần Nữa đang quay, nên dấy lên tin đồn ekip làm phim không cho cô đóng. Vì thế mà cô phải xin lỗi mọi người, nhưng cũng may là Hồng Loan mới chỉ thử vai, chưa chính thức ghi hình nên chưa ảnh hưởng đến tiến độ làm phim. Nhiều khán giả cho rằng Hồng Loan là diễn viên mới, chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đóng phim, lại e ngại diễn cảnh tình cảm thì chỉ nên nhận những vai nhỏ, xuất hiện trong vài phân cảnh cho đỡ áp lực. Chưa kể công việc chính hiện giờ của cô vẫn là bán hàng online. Ca sĩ Nguyên Vũ đáp trả khi vướng vào thị phi với con gái Vũ Linh. Tại buổi gặp truyền thông, Nguyên Vũ lần đầu nói về việc hỗ trợ Hồng Loan làm MV xin vai trong phim truyền hình. Giúp đỡ con gái của nghệ sĩ Vũ Linh, Nguyên Vũ bị cộng đồng mạng nói mượn danh Vũ Linh để được chú ý. Đáp lại, Nguyên Vũ nói anh giúp đỡ nhiều người không riêng gì Hồng Loan. Anh giúp Hồng Loan vì mến mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Tôi đi hát châu Âu cùng nghệ sĩ Vũ Linh, Linh Tâm và Thanh Thanh Tâm, ngưỡng mộ các anh chị, biết Hồng Loan là con gái chú Vũ Linh nên tôi giúp đỡ. Nguyên Vũ nói, anh cho biết anh giúp Hồng Loan thực hiện MV hơn cả người thân và còn giúp Hồng Loan có vai trong Yêu Lần Nữa. Hồng Loan sau đó xin rút vì thấy không hợp vai. Khi bị khán giả nói rằng liên tục giúp đỡ Hồng Loan để hưởng cái tên tuổi, Nguyên Vũ nói, tôi không cần giải thích nhiều việc mình làm, chỉ xuất phát từ việc muốn giúp đỡ người khác. Điều đó có thể đúng với người này, sai với người khác, nhưng tôi chọn cách đúng và hợp lý nhất. Nguyên Vũ vừa phát hành MV Ba Má Ơi Con Hứa Lấy Vợ kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật. Sản phẩm có giai điệu vui tươi, phù hợp không khí ngày Tết. Nguyên Vũ nói dự định ra mắt sản phẩm vào giữa năm 2023. Nhưng lúc anh đang vướng tranh cãi do hỗ trợ Hồng Loan và không muốn bị khán giả hiểu là mượn danh Hồng Loan để ra mắt sản phẩm nên mới rời qua năm 2024. Năm nay có nhiều người giúp đỡ Hồng Loan nên tôi rút chân ra từ từ. Nhưng tôi vẫn hỗ trợ cô ấy, Nguyên Vũ nói. Nguyên Vũ sinh năm 75, là ca sĩ nổi tiếng Việt Nam từ những năm 90, nổi tiếng với nhiều bản hit như Dòng Sông Tình Yêu, Góc Phố Kỷ Niệm. Sau đó anh lấn sân sang diễn xuất, đóng nhiều phim như Đô La Trắng, Lấy Vợ, Sài Gòn, Chuông Reo Là Bắn. Sau này Nguyên Vũ được biết đến nhiều trong vai trò MC, dẫn nhiều chương trình như Hát Với Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình, Nhịp Cầu Âm Nhạc và loạt game show. Nguyên Vũ nói có thời gian anh muốn giải nghệ, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, nhưng không thành vì liên tục nhận được lời mời đóng phim dẫn chương trình. Cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kể về sinh nhật cuối cùng của cậu, nghe xong ai cũng cay khóe mắt. Kể từ khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời hồi tháng 3 năm 2023, những ồn ào xoay quanh chuyện tranh chấp tài sản của gia đình cố nghệ sĩ đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Sau lùm xùm kéo dài, cháu gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bị dân mạng chỉ trích phải hạn chế hoạt động nghệ thuật. Mới đây, cháu gái ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng đã chia sẻ hình ảnh xúc động bên người cậu quá cố. Hồng Phượng kể về sinh nhật cuối cùng của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh năm 2022. Cô đăng tải hình ảnh bên cậu ruột kèm chia sẻ. Lâu rồi nhưng dễ thương, mai sinh nhật cậu con rồi. Nhớ năm trước cậu nằm trên giường bệnh, cả nhà giáo giết lo này lo kia để cậu đón tuổi mới. Nhưng cậu không khỏe nên không thể ngượng dậy. Cũng như nhiều người thân trong gia đình, Hồng Phượng cảm thấy trống vắng khi cố nghệ sĩ qua đời. Năm nay sinh nhật cậu buồn lắm, thiếu vắng rồi. Mãi mãi về trong giấc mơ với con nha cậu, con thương nhớ. Hồng Phượng trải lòng. Ca sĩ Hồng Phượng được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cậu cô là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Tiểu Linh, còn mẹ cô cũng là cô đào nổi tiếng một thời Hồng Nhung. Sau khi vướng lùm xùm, Hồng Phượng dọn ra khỏi nhà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ít tham gia hoạt động nghệ thuật vì bị cộng đồng mạng ném đá. Sau ồn ào, Hồng Phượng cho biết mong ước lớn nhất của cô là khán giả hiểu khách quan về câu chuyện lùm xùm đã qua. Nữ ca sĩ cũng mong muốn sớm trở lại sân khấu để làm nghề.